Rồi, một lần nữa, Quang Tuyến xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hôm nay Quang Tuyến muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn một số cái cảm nghĩ, một cái số suy nghĩ sau khi mà dự cái lễ giỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, hay nói một cái khác đó là Ngô Chí Sĩ. Ngày hôm qua lúc 2 giờ tại nghĩa trang Lái Thiêu thì Tuyến muốn thuật lại từ đầu, tức là đầu tiên là tính đi hai anh em, nhưng mà về sau một anh bạn bị bận rộn không đi được thì Tuyến đi một mình. Và khi đi thì Tuyến còn nhớ rằng những lần trước thì bị an ninh mật vụ kiếm chuyện, cho nên rằng là lần này Tuyến đi có mang theo một số dụng cụ cần thiết để phòng bất chắc. Đó. Thì Tuyến khởi hành từ nhà lúc 12 giờ và đến nghĩa trang lúc khoảng 2 giờ kém 20. Thì cùng đến với Tuyến thì có một số bà con cô bác yêu mến cố Ngô Tổng thống cũng đi đến. Thì khi mà đi vào cổng chính của nghĩa trang thì gặp phải một cái thái độ ít nhiều có tính dọa nạt khủng bố, tức là an ninh mật vụ cầm máy quay rồi dân phòng các thứ. Thì một số bà con cũng cảm thấy có cái tâm lý hơi khớp khớp. Khi vào cổng chính thì bên tay phải có một cái gian phòng, họ yêu cầu rằng là phải cho biết thông tin, để là thông tin những người mà ghé thăm cái mộ của huynh đệ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm thì phải cho biết thông tin. Thế thì thực ra mà nói đó là một cái quy định vớ vẩn, và theo nguyên tắc bất tuân dân sự mình có quyền từ chối. Nhưng mà thực ra mình hiểu rất là rõ rằng là an ninh mật vụ cộng sản ở Lái Thiêu, ở Bình Dương muốn làm cái hành vi đó, thực hiện cái hành vi đó để mà dọa những cái người mà có cái tinh thần ủng hộ cốt tinh thần tự do, là đại khái như vậy. Thì mình hoàn toàn có thể hét vào mặt những cái nhân sự đó là mà bố chúng mày có quyền gì mà hỏi thông tin của người dân. Mình có thể hét như vậy, nhưng mà đó là phản ứng tức thời, không có tính tâm lý chiến. Mình không la như vậy, mà mình bình tĩnh, tương kế tiểu kế. Nếu quân thù, nếu cộng sản dùng cái chiêu là đăng ký họ tên để mà dọa dân thì mình dùng ngay cái hành vi đó để mà khẳng định vị thế của mình. Thì mình thay vì mình cự nữ thì mình nói ok, không có vấn đề gì, đúng không? Bà con cô bác, tôi nói rất là to, bà con cô bác đừng có sợ, đừng có sợ hãi. Đây là đất nước của mình. Mình là người là dân làm chủ đất nước của mình. Bà con cô bác đừng sợ hãi. Đó. Đừng sợ hãi. Nếu họ hỏi mà mình không có gì phải giấu thì cứ việc nói thoải mái, chả sợ đứa nào cả. Và tôi nói rất là to, tôi là Đinh Quang Tuyến. Đinh Quang Tuyến, cư ngụ số 142/4, đường 13, phường 8, ok? Đúng không? Thế thì mình nói như vậy để cho thấy rằng là mình không có sợ, để cho bà con cô bác không có sợ. Tôi nhắc đi nhắc lại bà con cô bác là bà con cô bác đừng sợ. Bà con cô bác có thể cho biết thông tin và cũng có thể cho biết thông tin giả, nó chả làm gì được nhau đâu. Hơi đâu mà nó kiểm tra thông tin.
nó chỉ làm cái việc này để dọa thôi. Và tôi vào, tôi gửi xe đi vào nghĩa trang. Thế thì trong suốt cái buổi lễ thì có một vài an ninh mật vụ cố tình đến sát cái bàn thờ nơi để các cái cha làm lễ, quay phim và có cái tính ít một chút xíu khiêu khích thôi, một chút xíu thôi. Về tổng thể thì chúng ta có thể nhận thấy rằng buổi lễ diễn ra một cách hết sức là thiêng liêng, trang trọng và không có sự cố nào đáng kể xảy ra. Thế thì so với năm trước thì năm nay Cộng sản An ninh Mật vụ có phần nhún nhường, có phần biết việc, biết người biết ta rồi, không hống hách láo lếu như những năm trước nữa. Thì thực ra mà nói, chủ tịch tỉnh Bình Dương đã phải đi Mỹ chữa bệnh tim mà, cho nên á, bà con cô bác á, đã thấy cái việc ngày hôm qua nó ghi tên bà con cô bác người thăm đi vào dự thánh lễ, là đó là cái việc dọa thôi. Cộng sản suy bụng ta ra bụng người, cộng sản là những thằng chết nhát hàng số một, cộng sản là chết nhát vô cùng, cho nên ông mới suy bụng ta ra bụng người. Vì ông nhát cho nên ông dùng cái phương pháp dọa là chính. Đấy, cho nên đối với cộng sản sợ là chết với nó. Nó chỉ có một chiêu, một dọa hết. Cho nên á, mai mốt mà mình có hỏi anh Nguyễn Phú Trọng sao mà anh làm tổng bí thư, thì đơn giản thôi, anh Nguyễn Phú Trọng anh nhát nhất, anh chết nhát, anh sợ đánh nhau, anh sợ đi bộ đội, anh sợ đi vào chiến trường, cho nên anh học nịnh đảng, học đảng, học chủ nghĩa Mác Lênin để trốn nghĩa vụ. Tức là trong cộng sản đó, cái thằng càng to, thằng mà mang cái chức chính trị càng to thì cái thằng ấy là càng nhát. Cho nên là đối với cộng sản đó, cứ việc bật ngửa bài đấy, cứ việc ngửa bài là thua, đừng có sợ. Đó. Nếu Thiện Tâm nói Đào Công Lễ bị đánh nhưng mình cũng không hiểu, thì thực ra mà nói, theo như Thiện Tâm thì mình không biết chuyện đó, nhưng mà hôm qua thì mình đi và mình có chuẩn bị mọi tình huống, rồi bây giờ vào cái chủ đề chính, tức là cái cảm nghĩ về Ngô Tổng thống. Thế thì tôi sinh trong một gia đình Công giáo Bắc di cư 54. Khi tôi còn bé thì tôi không có nghe gì về bố mẹ tôi nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm cả. Nói chung bố mẹ tôi không nói gì về chính trị, trong nhà tôi không biết gì hết. Nhưng mà vẫn nghe râm ran ở đây đó nói về Ngô Tổng thống, vẫn có nghe. Tôi biết nhiều hơn về Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, tại vì tôi sinh năm 65. Thế thì tôi có cách đây hơn 15 năm thì tôi có nghe được một câu chuyện có thật về liên quan đến ông Ngô Đình Diệm. Thì tôi hiện đang sống ở giáo xứ Nam Hải, phường 4 quận 8. Thì trong giáo xứ của tôi, cái lớp mà giáo xứ của tôi thành lập năm 1966 bởi cha nhân đưa những cái người công giáo từ Dầu Tiếng về Sài Gòn và lập xứ gọi là xứ Nam Hải. Thì trong xứ Nam Hải của tôi có một bà mà cùng tuổi với cha mẹ tôi, đó là bà Côi,
À, anh Tùng Nguyễn ơi, có nghe rồi, biết Trịnh Xuân Thanh, được thả rồi, biết rồi. Bà Côi thì con gái bà Côi là chị Hiển. Đó. Con gái bà Côi là chị Hiển. Thế thì chị Hiển á, có kể cho tôi nghe một câu chuyện về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chị Hiển sinh khoảng năm 50 gì đấy, 51, 52 gì đấy. Thế thì chị Hiển có kể tôi nghe rằng là hồi xưa gia đình chị Hiển, tức là gia đình bà Côi, sống ở Dầu Tiếng. Và khi có cái chính sách điền địa gì đấy, thì cái chính quyền địa phương tại Dầu Tiếng những năm 60 đã không có công bằng đối với gia đình chị Hiển, tức là gia đình bà Côi. Và bà Côi là một người rất là nóng tính. Bà rất là cảm thấy bất công khi mà được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại Dầu Tiếng cư xử không công bằng với bà. Thế thì bà mới đưa các con của bà Côi á, bà cụ Côi á, thuê một chiếc xích lô máy chở các con và bà Côi lên tận Sài Gòn và vào dinh Tổng thống. Thế thì đến cổng dinh Tổng thống đó thì chị Hiển không kể cho tôi nghe rằng là dinh Gia Long hay là dinh Độc Lập, tôi không biết chính xác là năm nào, nhưng mà chị Hiển có kể là lên dinh Tổng thống. Và bà Côi to tiếng ngoài cổng thì các cái người lính canh không cho bà Côi vào. Thì Tổng thống vô tình chứng kiến và cho phép bà Côi vào, và Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tiếp bà Côi với một bầy con nheo nhóc thò lò mũi xanh, theo như lời chị Hiển. Chị Hiển vẫn còn ở Nam Hải. Chị Hiển là con gái bà Côi, vẫn còn ở Nam Hải. Thì chị Hiển kể rằng là chị Hiển lúc đó với các em chị Hiển là thò lò mũi xanh, con nít đứa ở chuồng, nói chung là bẩn thỉu, ở Dầu Tiếng lên đi xích lô máy với mẹ lên. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tiếp một gia đình vô danh. Đó. Tiếp gia đình và với những đứa nhỏ nheo nhóc trần truồng bẩn thỉu, Tổng thống đã tiếp trong dinh của Tổng thống. Thì khi mà tiếp nghe lời trình bày của bà Côi á, thì Tổng thống mới thấy mấy đứa nhỏ, mới hỏi rằng các cháu đã uống gì chưa. Thì chị Hiển mới bảo rằng là chúng cháu chưa được ăn cái gì. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm hỏi các cháu có ăn bánh bao không, thì chị Hiển nói là có. Và Tổng thống đã sai người đi mua bánh bao. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sai người đi mua đi bánh bao để cho mấy đứa nhỏ con bà Côi, một người nông dân vô danh từ Dầu Tiếng lên tận dinh Tổng thống để khiếu nại. Đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và sau khi lắng nghe cái lời trình bày khiếu nại của bà Côi nhá, nhân vật có thật ở xứ Nam Hải, cứ đến xứ Nam Hải thì biết, hỏi bà Côi, mẹ chị Hiển thì ai cũng biết đấy. Thế nên là Tổng thống, sau khi mà Tổng thống lắng nghe cái lời bà Côi trình bày, thì Tổng thống cho xe cảnh sát, xe jeep chở cả gia đình bà Côi từ dinh Tổng thống về lại Dầu Tiếng, và ra cái lệnh cho cái chính quyền địa phương phải thực thi đúng cái nghị định, những gì mà đã đề ra, chính phủ đã đề ra là chính phủ phải thực thi. Và cái khiếu nại của bà Côi được thỏa mãn. Đó là câu chuyện có thật, người kể chuyện đang còn sống. Đó là chị Hiển, con bà Côi, ở giáo xứ Nam Hải, ngay ngã tư Phạm Hùng với Tạ Quang Bửu. Đấy. Đến nhà thờ Nam Hải, hỏi chị Hiển con bà Côi thì nhiều người biết.
chuyện có thật. Đấy. Đó là một cái ấn tượng mà tôi được nghe và được hiểu. Tôi hiểu về tính cách của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi hôm qua thì sau khi mà đi lễ dỗ về thì tôi có coi một cái clip, một cái đoạn video mà do luật sư Lâm Lễ Trinh phỏng vấn ông Cao Xuân Vĩ. Thì ông Cao Xuân Vĩ được coi là một nhân vật thứ ba trong cái nền đại nhất Cộng Hòa, tức là sau cố tổng thống Ngô Đình Diệm và cố cố vấn Ngô Đình Nhu. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó có một số điều mà tôi thấy hết sức là tâm đắc, thấy rất là thú vị. Thì khi mà ông Lâm Lễ Trinh có hỏi ông Cao Xuân Vĩ rằng hồi đó, hồi thời kỳ đảo chính thì ai là người có cái óc phản bội và ai là người trung thành, thì ông Cao Xuân Vĩ cho biết rằng họ coi như tất cả đều phản bội trừ tướng Cao Văn Viên. Đấy, tất cả đều phản bội cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là ông Cao Xuân Vĩ, người hỗ trợ, người giúp đỡ, người trung thành với ông Ngô Đình Diệm nói như thế. Lịch sử, đó là cái lời nói rất lịch sử, có tính lịch sử. Tất cả đã phản bội. Và hệ quả của cái việc mà Phật giáo và một số các tướng lãnh thời đại nhất Cộng Hòa có cái vừa là bị giật dây, vừa là có óc phản bội, đã chịu cái sự giật dây của CIA, của chính trị Mỹ để mà lật đổ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là ông Ngô Đình Diệm. Thì về phương diện bàn cờ chính trị quốc tế thì người Mỹ cho rằng họ không có sai gì trong cái chuyện về phương diện chiến lược. Họ muốn đật đổ, họ muốn đánh đổ phe khối xã hội chủ nghĩa mà biểu tượng là Liên Xô, thì họ buộc phải hy sinh Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Và cái hy sinh, khi mà họ hy sinh Việt Nam Cộng Hòa, họ thí Việt Nam Cộng Hòa, thì họ thành công trong cái việc lật đổ được Liên Xô, tan rã được cái phe sau chủ nghĩa do Đông Âu. Cho nên họ không có sai về mặt chiến lược. Tuy nhiên về phương diện mà đạo đức thì đúng là họ là những kẻ phản bội lại đồng minh. Đấy. Và cái hệ quả của cái việc mà các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa phản bội cũng như là Phật giáo đã góp phần lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, hệ quả của nó là miền Nam Việt Nam từ năm 64 trở đi, 63 trở đi thì không còn một cái lãnh tụ xứng đáng đúng tầm để mà lãnh đạo đất nước, dẫn đến cái việc mà miền Nam Việt Nam dẫn đến cái sự kiện năm 1930 tháng 4 năm 1975. Thì điều đó là sự thật lịch sử. Điều đó tất cả chúng ta đều cần phải suy nghĩ. Và ông Lâm Lễ Trinh có hỏi ông Cao Xuân Vĩ về cái tình trạng hiện nay. Thì ông Cao Xuân Vĩ nói rằng là cái việc Cộng sản sụp đổ là đương nhiên, và sụp đổ khi nào là do ý chí
của người dân. Người Việt Nam ở hải ngoại cũng như là Việt Nam trong nước. Và cái việc mà Việt Nam, Việt Cộng Hòa bị sụp đổ một phần cũng là do cái sự thiếu đoàn kết trong cái nội bộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì bản thân tôi ngày hôm nay ấy, cũng thấy nó rất là, cái câu trả lời của ông Cao Xuân Vĩ rất là hợp. Tôi thấy rất là rõ là Cộng sản sụp đổ. Chúng ta thấy mới sáng nay chúng ta được tin là Trịnh Xuân Thanh đã được bí mật trả lại cho nước Đức. Thế thì Cộng sản đã phải quy phục chính nghĩa, đã phải quy phục lẽ phải, nghĩa là phải tôn trọng luật lệ quốc tế, luật lệ bản xứ. Ví dụ như Trịnh Xuân Thanh ở nước Đức thì Cộng sản phải tôn trọng luật của nước Đức, cái quyền tài phán của nước Đức, chủ quyền của nước Đức và các luật quốc tế. Trong khi đó Cộng sản đã không làm chuyện đó, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước có được không? Bắt về rồi bắt đã khó, thả còn khó hơn. Cho nên á, chúng ta thấy là Cộng sản đã đi vào bế tắc. Đã đi vào bế tắc. Cộng sản vừa không còn nguồn nhân lực, hết nguồn nhân lực, và hoàn toàn bế tắc về giải pháp, không có lập trường luôn. Đó. Đấy, Cộng sản không trả lời được, về chúng không thể trả lời được, nghĩa là sụp đổ rồi. Về nguyên tắc là tính chính danh của Cộng sản, về vấn đề Trịnh Xuân Thanh là Cộng sản không còn tính chính danh nữa, mất hoàn toàn luôn, anh là tội phạm rồi. Đấy, thì Cộng sản đã sụp đổ về nguyên tắc, nhưng mà đã có một lực lượng nào hay cá nhân nào ở trong cái tình trạng sẵn sàng để mà thay thế Cộng sản chưa? Thì rõ ràng rằng là đó là một cái câu hỏi chưa có câu trả lời. Tôi thấy từ trong nước cho đến hải ngoại càng ngày càng nghe thấy nhiều cái cuộc gọi là miệt thị, chụp mũ lẫn nhau, nhóm này chụp mũ nhóm kia là Việt Cộng, nhóm kia chụp mũ nhóm này là Cộng sản, miệt thị nhau, chụp mũ nhau, chửi nhau tan nát trên mạng. Tôi không chụp mũ ai là Cộng sản cả, làm gì có Cộng sản. Trong cái cuộc phỏng vấn của ông Lâm Lễ Trinh với ông Cao Xuân Vĩ, tôi rất là đâm đắc với cái nhận xét của Ngô Đình Nhu. Là Ngô Đình Nhu, khi mà ông Cao Xuân Vĩ nói rằng là Ngô Đình Nhu, ông Lâm Lễ Trinh hỏi là có thật là Ngô Đình Nhu đã đi đêm, đã đang tìm cách đi đêm về phía bên kia, tức Cộng sản hay không? Thế thì ông Cao Xuân Vĩ trả lời là có chứ, có. Khi mà Ngô Đình Nhu biết rõ ý đồ của Mỹ là muốn thí Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Nhu hiểu rất rõ rằng cái vị thế nước nhược tiểu của mình, của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất là dễ dàng
là cái quân cờ thí cho các cái cường quốc nó bán đứng mình. Chính vì vậy mà Ngô Đình Nhu đã âm thầm đi đêm với Cộng sản Bắc Việt. Và Ngô Đình Nhu tin tưởng rằng thực ra người Việt Nam với dân tộc tính của mình không thể là Cộng sản. Cộng sản là một lý thuyết, là một học thuyết, một lối nghĩ ngoại lai. Nó đến từ Đức, từ Nga, từ Pháp. Và nó không phù hợp với cái bản chất, cái bản ngã, cái dân tộc tính Việt Nam. Cộng sản không phù hợp. Cho nên thực ra ở Việt Nam không có Cộng sản ngay từ thời Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu không coi Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là Cộng sản. Cho nên Ngô Đình Nhu mới nói là Ngô Đình Nhu chống lại Cộng sản, chống lại chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc và ở Nga. Mà Ngô Đình Nhu coi cái Cộng sản kiểu Trung Quốc, kiểu Mao Trạch Đông là nguy hiểm hơn. Cho nên cuộc chiến là cuộc chiến giữa cái tư tưởng tự do của người Việt, của tinh thần Cộng hòa Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, chống lại Cộng sản quốc tế, chống lại Cộng sản Trung Quốc, mà Cộng sản Việt Nam chỉ là tay sai mà thôi. Ngô Đình Nhu nhận thức được rất rõ ràng rằng Cộng sản Việt Nam, kể cả Hồ Chí Minh, chỉ là tay sai của Trung Quốc, chứ không phải là kẻ chủ mưu. Cho nên Ngô Đình Nhu thấy rằng cần phải thực hiện cái việc kéo lôi ngược lại, nghĩa là những người Cộng sản Việt Nam bị lôi kéo, bị phụ thuộc, bị khống chế, kể cả Hồ Chí Minh. Cho nên Ngô Đình Nhu nói rằng, cho rằng cần phải giành lại, giành những người Cộng sản về phía quốc gia, nghĩa là họ không thực sự là Cộng sản, họ là người theo, gọi là phụ thuộc, họ là tay sai. Hồ Chí Minh là tay sai của Trung Quốc. Trong khi đó, anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm có lập trường rất là độc lập, kể cả với Mỹ, kể cả với đồng minh. Anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm không chấp nhận ngồi chiếu dưới với Hoa Kỳ, mà phải bình đẳng về phương diện chính trị, không có chiếu dưới. Cho nên họ, anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thực hiện theo lập trường của riêng mình, của Việt Nam, chứ không chấp nhận sự áp đặt kể cả của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh lại chịu sự chỉ đạo của quốc tế Cộng sản, hay là của Bắc Kinh, của Mao Trạch Đông. Chính vì vậy mà với cái vai trò, với tư thế chủ động, thì Ngô Đình Nhu đã tìm cách giành lại những người Việt theo Cộng sản. Vì ngày hôm nay, thưa các bạn, tôi cảm thấy có một, nghĩa là sau khi nghe clip của, nghe cái video giữa ông Lâm Lễ Trinh phỏng vấn ông Cao Xuân Mỹ, tôi mới biết cụ thể là quan điểm của Ngô Đình Nhu, suy nghĩ của Ngô Đình Nhu là như vậy. Còn trước đó thì tôi không biết. Nhưng trước đó thì tôi đã từng nói rất nhiều với bạn bè, cũng như có lần tôi nói trên mạng. Tôi không chống những cái cá nhân, nhưng mà tôi chống chủ nghĩa Cộng sản thì đúng. Tôi chống cộng, đúng. Đúng là tôi chống cộng. Tôi công khai, tôi chống cộng, Đinh Quang Tuyến chống cộng.
Nhiều người, tôi nói với người, ma quỷ sinh ra, ma quỷ sinh ra cộng sản thì trời đất sinh ra Lê Quang Tuyến, vậy thôi. Và những người khác, nhiều người chống cộng lắm, thì tôi được sinh ra để chống cộng, nhưng mà tôi chống là chống chủ nghĩa cộng sản, chứ tôi không chống những cá nhân. Nếu những người bị lôi kéo thì tôi kéo họ về. Cho nên tôi rất thích cái khái niệm, cái hoạt động chiêu hồi. Thưa các bạn, từ thời Tổng thống Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, cái chiến thuật, cái phương thức chiêu hồi, tất nhiên là kéo những người lầm đường lạc lối trở về, đến ngày hôm nay vẫn không sai. Chúng ta thấy rằng vừa rồi sự kiện giáo sư Chu Hảo đã trở về với nhân dân, nhà văn Nguyễn Ngọc đã trở về với nhân dân, với chính nghĩa, với quốc gia. Quốc gia đấy không có nghĩa là một thể chế, không phải. Quốc gia nghĩa là một khái niệm thiêng liêng gồm có đất nước và dân tộc. Thì giáo sư Nguyễn Ngọc, giáo sư Chu Hảo cũng như là nhà văn Nguyễn Ngọc và một số nhân sĩ khác đã trở về với quốc gia, tức là với tổ quốc, với đất nước và dân tộc. Họ đã từ bỏ Đảng Cộng sản. Và bản thân tôi khi tiếp xúc, khi lần đầu tiên năm 2014, tháng 6 2014 bị bắt và đưa về công an phường Bến Nghé bị thẩm vấn, người đầu tiên thẩm vấn là ông anh Quân, sĩ quan an ninh tôn giáo thẩm vấn tôi. Và sau cái cuộc mà trò chuyện thay vì thẩm vấn, nghĩa là tôi đâu có khai báo, tôi chấp nhận thẩm vấn, tôi không chấp nhận thẩm vấn, nhưng nói chuyện thì ok. Thế thì sau khi mà không thẩm vấn được á, thì anh Quân là một sĩ quan an ninh tôn giáo đã trò chuyện với tôi, và chúng tôi ngửa bài, chúng tôi nói chuyện với công an song phẳng với sĩ quan an ninh tôn giáo tên là Quân, 10 tuổi ngang với tôi. Thì anh Quân đó hiểu tôi và có thể là xã giao, cũng có thể là chính trị, tôi không biết. Nhưng mà anh Quân đó sau khi trao đổi với tôi xong thì anh Quân nói là tôi cảm thấy rất là mến anh, rất thích anh, nhưng mà rất tiếc là cái trách nhiệm của tôi đến đây là hết, tôi phải bàn giao lại cho bộ phận khác. Thì trong cái ánh mắt của cái sĩ quan an ninh tôn giáo đó có cái gì đó nghi ngại, lo ngại cho tôi, tức là anh ta có vẻ như không muốn trao tôi cho một cái bộ phận khác có cái tính bạo lực. Thì tôi, cho dù là anh Quân đó, sĩ quan tôn giáo cao cấp đó, được phái đến để mà thẩm vấn tôi, và sau đó là anh Minh, thì có vẻ hung dữ hơn, nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy trong mắt của họ, trong mắt của họ có cái gì đó phục thiện. Trước mặt họ là tôi, Đinh Quang Tuyến không có chức vụ gì hết, không có gì hết, nhưng tôi chỉ đại diện cho lòng dân, tôi chỉ đại diện cho sự công chính. Và cái biểu ngữ hôm đó tôi có một mình thôi, biểu tình có một mình tôi ở nhà thờ Đức Bà, là chần chừ kiện Trung Quốc là phản bội dân tộc. Cái biểu ngữ của tôi, chần chừ kiện Trung Quốc ra tòa là phản bội dân tộc. Thì anh sĩ quan an ninh Minh, Quân và Minh thấy rõ cái lập trường của tôi rất là rõ ràng. Tôi kết tội kẻ nào đã không đưa Trung Quốc ra tòa. Và họ nhìn trong cái đó là cái quan lập trường của người công chính, của lòng dân. Và hai vị sĩ quan đó, một người thì là tôn giáo, một người kia có vẻ như là bạo lực hơn. Thầy khoan ạ. Một người bạo lực hơn. Thì tôi thấy trong mắt họ có cái gì đó phục thiện. Rồi suốt một thời gian dài, có lúc tôi bị đánh, bị hành hung, nhưng mà những viên an ninh, những mật vụ đến canh nhà tôi, họ làm cái hành vi
ngăn cản tôi một cách có vẻ là rất bất đắc dĩ. Và họ xấu hổ. Tôi đọc được trong họ cái thông điệp kêu gọi sự thông cảm từ phía tôi. Họ rất là bế tắc. Những an ninh mật vụ đến canh tôi rất là bế tắc, rất là băn khoăn, rất là ngại ngùng. Và tôi vẫn thấy trong những con người tưởng như là những kẻ không còn linh hồn nữa, bán linh hồn cho cộng sản, cho giặc Tàu, thì tôi vẫn cảm nhận được ở trong họ có cái gì đó gọi là hồn Việt mà ông Ngô Đình Nhu đã mô tả cho ông Cao Xuân Vĩ biết, hoặc là ông Cao Xuân Vĩ mô tả quan điểm của Ngô Đình Nhu. Thì tôi qua cái lễ dỗ của cố Ngô Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố cố vấn Ngô Đình Nhu, cộng với việc xem cái clip phỏng vấn giữa luật sư Lâm Lễ Trinh và ông Cao Xuân Vĩ, người thân cận với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi cảm thấy thú vị là tôi thì không có học hành gì cả. Tôi cũng chẳng đọc sách thiết gì cả. Tôi là người không biết đến sách vở, cũng không biết đến trường học. Tôi chỉ là người quan sát hiện tượng, tìm thông tin và suy niệm về nó. Và một cách rất là thú vị là cảm nhận của tôi, nhận định của tôi, lập trường của tôi rất là gần gũi với những chí sĩ như Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Và đặc biệt, cái nhìn của tôi, góc nhìn của tôi, phân tích tâm lý của tôi đối với những người đảng viên cộng sản đương quyền hoặc về hưu tại Việt Nam ngày hôm nay có cái gì đó giống Ngô Đình Nhu. Tôi nhận định rằng gì thì gì, họ vẫn còn mang cái tâm thức Việt. Và khi ông Ngô Đình Nhu nói rằng, cho rằng Cộng sản Việt Nam không phải là Cộng sản mà là A Dua theo thời, là rất hợp lý. Tại vì tôi thường hay thuyết minh với người châu Âu rằng quý vị thấy đó, chủ nghĩa cộng sản không thể tồn tại ở Việt Nam được. Tại vì ở trong hang cùng ngõ hẻm, ở đâu cũng có chợ. Đi vài 300 mét là thấy cái quán, đi 1-2 cây số là thấy cái chợ. Người ta tìm cách mua bán trao đổi liên tục. Thì làm sao mà chế độ cộng sản có thể áp dụng ở Việt Nam được? Người Việt Nam bản chất, hai bản chất rất căn bản, không lẫn lộn với ai được, mà nó hoàn toàn kỵ cộng sản. Đó là tín ngưỡng. Người Việt Nam dù không tuyên là theo đạo gì, nhưng có một niềm tin vào siêu nhiên là chắc chắn. Cho nên người Việt Nam đẻ ra là tín ngưỡng rồi. Sinh ra là tín ngưỡng, có ngay lập tức. Và sinh ra là có óc buôn bán ngay lập tức, có óc tư hữu ngay lập tức. Hai cái óc đó, hai cái tín ngưỡng và tư hữu là cái thứ hoàn toàn kỵ với cộng sản. Cho nên cộng sản thực sự, cộng sản tuyệt đối không thể áp dụng ở Việt Nam được. Và ông Ngô Đình Nhu, ông đã nhận định điều đó mãi từ những năm 50, 60. Và tôi thế hệ hoàn toàn phía sau, tôi mới lớn lên đây thôi. Tôi không được học triết học gì hết, không nghe nguyên thì không đọc sách nào hết, không đọc bất kỳ quyển triết học nào hết. Tôi chỉ quan sát thôi, tôi chỉ quan sát sự sống, cuộc sống thôi, rút ra cái
cái kinh nghiệm, rút ra cái nhận định rằng Cộng sản, và tôi đã từng thuyết minh với người Tây rằng chủ nghĩa Cộng sản không thể tồn tại ở Việt Nam được. Và tôi cảm thấy rất là thú vị khi mà cái nhận định của tôi nó trùng hợp với nhận định của cố vấn Ngô Đình Nhung. Và tóm lại rằng đến ngày hôm nay theo cái quy luật thì Cộng sản không thể tồn tại được nữa. Chúng ta thấy rằng là từ năm 45 sau Thế chiến thứ hai đến năm 90 là chu kỳ 45 năm, đúng không nào? Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Thì chúng ta cũng có cái mốc từ năm 75 đến nay cũng khoảng hơn 40 năm. Thế nếu năm 2019 hay 2000 thì là 44-45 năm tương đồng. Cho nên tôi, thưa các bạn, quý vị và các bạn, tôi không phải là một học giả, cũng không phải là một chính khách, nhưng tôi cảm thấy, tôi cảm nhận được rằng Cộng sản sẽ sụp đổ vào năm 2019. Cho nên tất cả những cái hành vi, những cái hoạt động mà bắt bớ, dọa nạt bà con cô bác, đừng có sợ. Đừng có sợ nha. Mấy người cứ hỏi chứ giờ nó kết tội tù lại, đừng sợ. Nó sụp rồi tù gì mốc gì nữa. Nó sụp tới rồi, nó hù ta thôi. Nó hù thôi, nó không có làm gì được đâu. Cho nên á, những người bà con cô bác đang người bị giam ở Phan Lăng Lâu hay là bị kết án thế này thế kia, đừng có sợ. Nó sụp tới rồi, nó thấy chuyện chân anh mà nó phải trả mà. Cho nên á, nhiều người hỏi chú Tuyến sao, mà chú Tuyến nói thoải mái rồi. Tôi nói nó sụp tới rồi. Quý vị sợ, bà con sợ là sợ ảo. Không có nên sợ. Rồi mình đọc cái quy luật, đọc được cái tôi đọc được cái ván cờ, nó sẽ sụp. Tất cả những gì mà nó bắt bớ chỉ là đóng phim, chỉ là dọa thôi. Tôi đã từ lâu tôi đã nói rồi, bắt thì dễ mà thả mới khổ. Không thả được, không biết làm sao mà thả. Đấy, thế thì bắt Nguyễn Nhân Thanh về, bắt đầu đưa lên truyền hình, mẹ tra tấn khủng bố ghê lắm ha, xử án ghê lắm. Thế bây giờ thả Nguyễn Nhân Thanh không có nói gì câu nào. Đấy, cho nên á, đừng có sợ Cộng sản nó hù. Bảo mẹ, tôi nói là mày bắt thì cứ bắt đi, tao xí luôn cái xà lim, tao chẳng quan tâm. Mày cứ muốn bắt thì bắt thoải mái, cứ bắt đi, để tao biết mày sụp mà. Thấy không? Cho nên bà con đừng có sợ. Cái Cộng sản sợ đó là chết, sợ là mình thiệt thôi. Nó không sợ. Cộng sản nó nhát lắm, nó không sợ bỏ mẹ đi đi. Cho nên bà con lại sợ nó rất buồn cười. Không có sợ nó nhá. Vậy nhá. Đấy, cứ theo cái tinh thần của Ngô Chí Sĩ, cứ sống như người công chính, chết sống thì có trong bàn tay Thượng Đế. Việc mình làm rồi hậu thế sẽ xét. Ông Ngô Đình Diệm là người công chính, và đến ngày hôm nay người ta phải thừa nhận ông là người công chính. Và rất nhiều những người đã tham gia lật đổ Ngô Đình Diệm phải ân hận, cắn rứt lương tâm, vì đã tham gia vào cái việc mà kéo lùi lại đất nước lại mấy chục năm trời. Và trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ này, livestream này, tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các quý vị hiện nay đang cãi nhau củ tỏi lên. Nào là thằng nọ, nào là con kia là Việt Cộng, thằng nọ con kia là Cộng sản. Thôi mệt quá đi. Vì như vậy mà mới mất nước đấy. Vì óc đố kỵ mới mất nước đấy. Tôi hồi tôi lập cái hội dân trí Việt, tôi đã nếm mùi phản bội rồi, óc đố kỵ rồi. Tôi thấm thía lắm. Nếu như thông điệp của tôi, nếu như quý vị thực lòng với quê hương đất nước,
thì vứt mẹ cái tôi đi, vứt ngay cái ốc đô kỵ đi, chả có thằng cộng sản nào đâu, chả có thằng Việt Cộng nào đâu, mà nó do tưởng tượng mà ra, do đô kỵ, nó nghĩ khác mình là chụp ngay cho nó ụp ngay cho cái mũ là cộng sản. Mình muốn biểu tình nó bảo chưa được, thế là ụp cho nó cái mũ cộng sản. Rồi mình bảo chưa được, nó muốn biểu tình, nó khác mình, ụp cho nó ngay mũ cộng sản. Làm cho gì có cộng sản? Không có, chỉ là những người tưởng tượng ra thôi. Kể cả anh Nguyễn Phú Trọng, anh cũng chẳng phải là cộng sản. Anh Nguyễn Phú Trọng mai mốt mà chịt cổ anh á, bắt anh khai á, anh sẽ bảo là mẹ thôi tớ, thôi tớ khiếp, tớ khiếp đi bộ đội, tớ khiếp đi nghĩa vụ, nên tớ theo đảng, chứ tớ chả quý hóa gì cộng sản, tớ cũng đếch hiểu cộng sản luôn, chẳng qua là tớ cứ bô bô về cộng sản để tớ được miễn nghĩa vụ, để tớ được khỏe mạnh. Có vậy thôi. Làm chó gì có cộng sản ở Việt Nam, làm chó gì có cộng sản đó. Là toàn là những thằng tưởng tượng đó, hùa, chó hùa đó. Cộng sản Việt Nam là cộng sản hùa. Cộng sản Nga là cộng sản hoang tưởng. Cộng sản Trung Quốc là cộng sản lừa đảo. Cộng sản Việt Nam là cộng sản chó hùa. Làm cho gì có cộng sản thật mà cứ chụp mũ thằng này, chụp mũ thằng kia, bà mẹ toàn quân chết nhát. Ê, chụp mũ người ta là cộng sản là mình nhát rồi. Tôi chẳng chụp mũ thằng nào hết, nhưng mà tao bảo mẹ tao chống cộng, thằng nào mà bô bô cộng sản rồi tao chửi thằng lại. Tại sao tao chống cộng? Là tao chống cái con quỷ, con ma trong đầu những cái thằng chó hùa. Nhưng thằng chó hùa như Nguyễn Phú Trọng cũng là nạn nhân thôi, cũng là cái thằng hùa thế thôi. Thì tôi chống cộng để đẩy cái con quỷ, cái con cộng sản nó trong đầu thằng Nguyễn Phú Trọng, đẩy nó ra, cứu lại Nguyễn Phú Trọng, cứu lại những con người bị quỷ nhập. Có vậy thôi. Người bị quỷ nhập không phải là quỷ. Ông Ngô Đình Như ông hay vậy đó, ông nhìn ra vấn đề vậy đó. Nghĩa là những anh cộng sản ở Việt Nam là bị cộng sản nhập, chứ không phải là cộng sản. Cho nên là mình phải có cái bùa để chống lại cái con quỷ cộng sản nó nhập vào những anh Việt Nam. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ ăn vậy thôi. Cho nên tôi rất là thú vị khi tôi coi cái cuộc phỏng vấn giữa luật sư Lâm Lễ Trinh và ông Cao Xuân Vĩ. Tôi khoái lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Làm gì có cộng sản, chỉ là một con quỷ, chỉ là một con ma, nó nhập vào não, nó nhập vào Hồ Chí Minh, nó nhập vào nguyên một thế hệ sau này. Thì mình phải có thần khí, những người đấu tranh Việt Nam phải có thần khí, phải có cái thần trong người, phải đẩy được cái con quỷ cộng sản trong những con người bị nó bắt làm nô lệ, phải đẩy đi. Nghĩa là trừ quỷ, chứ không giết người. Đấy. Nha, cuối cùng thì không có cộng sản, chỉ có con quỷ cộng sản thôi. Nó nhập vào những nạn nhân của nó. À đúng, đúng, đúng. À, thì Việt Cộng, cộng sản thì không, nhưng Việt Cộng thì có thật. Đã, Việt Cộng, Việt Cộng là những anh bị cộng sản nhập. Anh Quốc Thuận Hình ạ. Việt Cộng là những con người bị cộng sản nó nhập vào. Đấy, đấy, cộng sản chỉ là ma túy thôi, đúng không? Thì những người bình thường mà đập cái ma túy vào thì ảo giác, đúng không nào? Thì cái ông mà Việt Cộng ý như vậy, ông mới đập cái chủ nghĩa cộng sản vào thì ông là bị ảo tưởng, ảo giác. Ông làm tầm bậy là vì sao? Vì ông nhiễm cái chủ nghĩa cộng sản vào đầu. Cho nên cái việc của chúng ta, những người đấu tranh, là gọi là gì ta? Giải độc cộng sản. Giải độc. Vấn đề là não bị nhiễm.
Chúng ta phải khéo léo, khôn ngoan, có thần khí, có sự công chính và thần khí, đẩy cái con quỷ đó ra, đẩy cái sự độc hại đó ra, giành lại những con người thuộc về mình. Nguyễn Phú Trọng đành rằng là tội đồ, nhưng mà cũng là nạn nhân, cũng bị quỷ cộng sản nó nhập vào đầu. Hồ Chí Minh là tội đồ đúng, nhưng cũng là nạn nhân vì bị con quỷ cộng sản nó nhập vào đầu. Những người đã chết rồi tôi không nói nữa. Bây giờ chúng ta không phải giành lại những thân xác, những con người Việt Nam bị cộng sản nhập. Có vậy thôi. Coi vậy mà nó đơn giản lắm. Chỉ cần có sự công chính, thần khí. Tôi rất là tỉnh táo, tôi rất là thoải mái trước mặt an ninh mật vụ. Dù nó cầm dùi cui, dù nó cầm súng, dù nó cầm còng số 8, dù nó dọa tục, tôi không quan tâm. Sự công chính và thần khí của tự do sẽ đẩy lui con quỷ cộng sản trong cái đầu nạn nhân của nó. Rồi, rất cảm ơn sự chú ý theo dõi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.